Nên là Hoặc khi mình hoặc khi tại để mình hôm mình tìm hiểu là ca và gặp hát thì hát và ca kết hợp với nhau đọc giống như hoặc khi mà à. Rồi ở đây mình dịch là như thế nào đây, dịch ở đoạn số 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 lớn thôi, tạo một từ cô khoai tây và cà rốt nấu nấu chiên chiên khoai tây và cà rốt bột ta là gì? chiên nấu Không, bột ta xào. xào Dạng như xào đấy, bột ta đấy, dạng như xào. Xào khoai tây và cà rốt đấy. Rồi tiếp. à, hôm nay thì ăn cái gì vào buổi tối? Mình sẽ thử làm món cơm chiên với thịt Cơm chiên thịt bò. bò. Nếu mà bóc một cái củ hành, bọt vỏ, bóc vỏ một củ Đây, củ hành hành thì bóc một cái có được không? thì có được không? Vâng, chỉ một cái là được rồi. Rồi, ok. Bây giờ Lan với một bạn nghe cho tôi cô một đoạn này nữa. Lan với Thảo đi. Nghe cho cô một đoạn này và dịch cho cô nhé.과 음식과 요리 말하기 1. 고찬 씨가 후엔 씨에게 죽 끓이는 방법에 대해 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해 보세요. 제가 요즘 속이 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 소화가 잘 되는 야채죽은 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 우와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 만들다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. Rồi bây giờ cô tu là từng câu một bạn là cho cô nhé, một bạn là Huê, một bạn là cô Trân nhé. 1. 고찬 씨가 후엔 씨에게 죽 끓이는 방법에 대해 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해 보세요. 제가 요즘 속이 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 마음에 nói gì đi Lan? Cô xem nghe lại đi em đầu tiên à? Em từ em thứ hai. 1. Vậy để em nói cho. Trân Sĩ가 Huyên Sĩ. Thảo nói đi Thảo. Cái chị này nói là dạo này kiểu tiêu hóa không tốt nên là muốn ăn cái món gì tốt thì tiêu hóa. Đúng thì ăn cái gì thì tốt. 예, 죽 끓이는 방법에 대해 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해 보세요. 제가 요즘 속이 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 소화가 잘 되는 야채죽은 어때요? 요리. 말해 이래. 나. 나 nói nếu mà tiêu hóa không được tốt thì ăn da chè không? À, da dạ chè chút. Đây. À cháo rau. À cháo rau củ chẳng hạn. À. 요리하기도 아주 쉬워요. Gì đấy? À việc nấu thì rất là dễ. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 뭐? 아, nấu như nào thì hãy dạy cho tôi. Ok. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. Cô cho em nghe lại cái gì đầu tiên.
알도에는 야채죽은 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소. Cái gì đầu tiên là cho gạo à? Lúa Cho gì? Cho gì? à? Gạo à? Cho nên gì đây? Hộp em mua đựng nộp kho. Cho nước vào, vào À, gạo. nước vào gạo Ừ. à? Vậy, vậy gì đó, nghe lại nghe.알도에는 야채죽은 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. Thái rau à? Thái rau cho vào lúa à? Cứ đến tạm sao gì đây, cho nước vào vào dì cơm vào gạo đấy, sau đó là đun đun lên đúng không, cứ đến tạm ơn, sau đó thì dạ cha. Dạ cha làm gì? Sơ ra Thái hộp rau. à, thái rau ra rồi đun đun tiếp, cứ đó cứ rồi.얼마나요? 큰 Mất채소가 khoảng익을 bao nhiêu때까지. lâu? À, khoảng bao nhiêu lâu? Bây giờ cô vẫn ngầm nữa chứ, thua lại ha.요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸. Bạn này nói gì đây? Nếu khi mà cái rau nó to thì nấu à thì được, thì còn thấy thế nào? Nghe lại ha. Cơm 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. Gì đây? Em chỉ nghe được mỗi là cây, nếu mà cây rau to thì đun lên thì là được. Không muốn nó Thảo nghe được không. gì không Thảo? Người ta nói là đến khi nào mà cái rau mà nó to, nó chín thì nó mới được. À đúng rồi, những cái rau to nó chín thì là ít ta đấy. Ít ta đấy là chín đấy, ít kinh tế cả chi. Khứng chê do ca ít kinh tế cả chi. Thì là gì đây, tuệ cứ mà tuệ끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 이래 돼. không không có lâu đâu, rất là đơn giản.우와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. So với suy nghĩ thì nó không khó này. Sẽ làm thử ở nhà. Tôi sẽ làm thử nha. Tiếp.오래 걸리지 않아요. 간단해요. 우와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 만들다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. Vậy à. Đúng. Nếu mà vì Nghe là vừa nãy하나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 우와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 만들다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. cái gì mà nếu mà không biết, nếu mà không biết làm cái làm thì hỏi, thì hãy hỏi. Thì hãy hỏi tôi đã. Mạnh tư đà ca mũ rư mũ rư nừng kê. Mạnh tư đà ca khi các bạn đang làm ấy mà bạn không có biết cái gì ấy, mũ rư kê vậy đây. Ít xưng năng ẩn chơi tinh kỳ bất cứ lúc nào ẩn chơi tinh kỳ cũng có thể hỏi, hỏi tôi đó. Chờ hắn thêm mũ rư xe gì đây, hãy hỏi, hỏi tôi. À, bây giờ các bạn dở trang 111. Các bạn bạn nào là Huyên, bạn nào là cô Chin, mình đọc lại ha. Mình dịch nghĩa hết rồi.
À bây giờ Huê là hồi nãy là Lan đúng không? À, Thảo. Thảo đọc trước đi Thảo. Bây giờ đổi lại à cô? Không không, bây giờ đọc. Đọc xong rồi đổi lại. À. Vậy bây giờ đọc cái phần trong sách trang bao nhiêu ạ? Trang 101. Để em đọc từ đầu nhé cô, đọc cái đọc bạn Huyền nhé. Ừ, hồi nãy em dịch con Huyền vậy em đọc bạn Huyền. Chị가 요즘 속이 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 아, 소화가 잘 되는 야채 죽을 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥을 물은 넣고 흔든 다음 채소는 썰어 넣고 끓여요. 끓어요. 끓어요. 얼마나요? 흔 채소가 익을 때까지 흔들면 돼요. 오래 건드리지 않아요. 간단해요. 와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요? 만든다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. 다 위치 있냐? 잠깐만. 제가 요즘 속이 좋지 않아 밥은 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋은가요? 소화가 잘 되는 야채 죽은 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 만든다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. 오케이, 잘했어요. Và bây giờ cô nhờ thêm hai bạn nữa đổi cho cô phần số 2. Thay vì dạ che chút thì có mình có dặn bè chu và chu sư. Dặn bè chu chu sư. Đó là dạng như nước hoa quả. Cô cứ dặn bè chu đấy. Xay làm nước đấy. Ừ, nước hoa quả dặn bè chu chu sư. Làm thì mình có dặn bè chu này. Broccoli này. Mình có là tảng cưng xích này. Xong mình tạm này, mình có là gì? Mình sân kia, nọc khô khai tà này. Và mình có oxygen tê cạch chi căn tà này. Đó, mình thay vào những cái màu. Màu vàng thì thay màu vàng, màu xanh thì màu xanh, màu hồng thì thay màu hồng. Bây giờ Hằng và Huệ đi. Bây giờ hai bạn giao tiếp với một bạn trong băng này chứ phải giao tiếp với bạn mình nhé. Cho nên là bạn mà mình ở vị trí của Huen thì có vị trí Huen và cái nào của cô trên thì là vị trí cô trên hết đó. Và gì đây, để người ta hỏi xong thì mình lại hỏi lại, hoặc là gì đây để người ta hỏi xong mình trả lời, nhưng thay vì giả cho chút thì mình thay vào là dặn bè chu sư à, Hằng và Hệ nhé. 1. 고찬 씨가 후엔 씨에게 죽 끓이는 방법에 대해 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해 보세요. 제가 요즘 속이 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 해야지, 잘해야지. 소화가 잔대는 양배추 주스는 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. Hằng chưa mở lo.
chưa mở lên em mở rồi, em à mở cái hình em bấm nhầm. em tưởng mở cái hình mà em tưởng mở cái lo, trời ơi. Rồi đọc đi. Hiện tại dùng chung số kỳ chủ trì ảnh là Bạp ưm một mong nên để ở tăng ấm sĩ cơ mặn thư ra mặn khư miệng chốn cả요. 소화가 잘 되는 야채죽은 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 양배추, 브로콜리, 당근은 씻어 삶은 다음 믹서기에 넣고 갈아요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 밥에 물을 넣고 끓인 다음 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 흔재소가 없어진 데까지 갈으면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 우와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 만든다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. 와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 만들다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. 너를 위치 주냐? 이야기해 보세요. 제가 요즘 속이 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 소화가 잘 되는 양배추 주스는 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 제가 요리하기 좋지 않아 밥을 못 먹는데 어떤 음식을 만들어 먹으면 좋을까요? 소화가 잘 되는 야채죽은 어때요? 요리하기도 아주 쉬워요. 어떻게 만들어요? 좀 가르쳐 주세요. 먼저 양배추, 브로콜리, 당근을 씻어 삶은 다음 các bạn để đây này. Mình chờ dặn về chú em. Từ từ Hằng để cô nghe tiếng nha. Mình đã là mình chờ dặn về chú và phụ lô phô đi nộp khô. Có nộp khô hồi nãy các bạn có đọc nộp khô chứ cô chưa nghe cái nộp khô. Dặn về chú phụ lô phô đi nộp khô. Xong rồi gì đây? Tăng cưng. À đúng rồi, tăng cưng xích xơ. Xích xơ. Sai mơ. Rồi mẹ. Rồi bây giờ lặp lại câu này thế xem. Mình chạy. Mình cho giang mẹ chú bù rô khô lì nọ cú thằng cư nư xí xo sai mừng thảo ưm ít xo kia nọ cú khai lại ồ. Mình cho thả đề mũ rư nọ cú kê mạnh thức đó. Chôm gà rư cho chú xeo. Bù cư rin thảo ưm 채소를 썰어 넣고 끓여요. 얼마나요? 큰 채소가 익을 때 그거 봤냐? 큰 채소가 없어질 때까지 갈으면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 얼마나요? 익을 때까지 끓이면 돼요. 오래 걸리지 않아요. 간단해요. 우와, 생각보다 어렵지 않네요. 집에서 만들어 먹어야겠어요. 그래요. 그래요. 만들 때까지.
그래요. 만들다가 모르는 게 없으면 언제 듣지 저한테 물어보세요. 와, 생각보다 어렵지 않네요. 그래서 많이 후회하겠어요. 그래요. 만들다가 모르는 게 있으면 언제든지 저한테 물어보세요. Rồi ok bạn, hơi lộn đi, cô nghe không rõ ha. Bây giờ mình hai cũng là hai bạn đi tới cái đoạn văn tiếp này, các bạn bây giờ dịch cho cô ha. Nghe đoạn đầu tiên là dịch nha. 듣기 2. 후엔 씨와 제이슨 씨가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 제이슨 씨, 어제 회식은 어디에서 했어요? 우리 회사 앞에 새로 생긴 고기 뷔페에서 했어요. 고기 뷔페요? 한 번도 안 가봤는데 뷔페면 다양한 고기를 다 먹어볼 수 있겠네요. 네. 돼지고기, 소고기 말고도 고기 종류가 정말 많았어요. 떡볶이, 볶음밥, 과일 같은 음식도 있었고요. 우와, 저도 고기를 좋아하는데 가보고 싶네요. 저는 간장 양념된 고기를 좋아하거든요. 다음에 우리 반 회식할 때 거기 갈까요? 제가 고추장, 된장, 다진 마늘, 고춧가루로 맛있는 소스를 만들어 줄게요. 생각만 해도 군침이 도네요. Nghe lại nha. Bây giờ nghe một lần đầu các bạn đón được hiểu được một phần nào của bài không? Lúc đầu em không nghe tại em thì lấy cái tai phone ra lập dập khó nghe quá À bây à, giờ lúc nghe được đầu không chưa? nghe được. Bây giờ nghe là lần nữa, tôi là đàn đoạn ha. Bây giờ một người nam một nữ, hăng là nam hay là nữ ha. Yeah. 새로 생긴 고기 뷔페에서 듣기 2. 후엔 씨와 제이슨 씨가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 제이슨 씨, 어제 회식은 어디에서 했어요? Bạn nữ nói gì đây? Bạn nữ nó hình như là hôm qua là hay xích là mộ mộ im á cô hay xích đúng không ạ? Cái gì Thì hôm đây? qua là hay xích không cô tiệc ở công ty Đúng rồi. Thì công tiệc ở ty. công ty Thì là gì đây? Thì làm gì đây? khúc sau không nghe hỏi. Nghe khúc trước quên mất khúc sau, cô cũng im tai nghe lên, cô nghe kêu rõ kìa, nghe không rõ các bạn nói nè. Hôm nay cái âm nó bị nhiều, nó mới hơi bị nhiễu sóng một chút xíu, em nghe lại ha.듣기 2. 후엔 씨와 제이슨 씨가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 제이슨 씨, 어제 회식은 어디에서 했어요? 이래. 아, 네 công ty làm ở đâu vậy? Đã làm ở đâu? 우리 회사 앞에 새로 생긴 고기 뷔페에서 했어요. Đúng rồi. À, buffet đấy.고기 뷔페요? 한 번도 안 가봤는데, 뷔페면 다양한 고기를 다 먹어볼 수 있겠네요. 네. 얘라 우리 회사 앞에 새로 생긴 고기 뷔페에서 했어요. 고기 뷔페요? 한 번도 안 가봤는데, 뷔페면 다양한 고기를 다 먹어볼 수 있겠네요. 네. Bây giờ tôi lại từng câu từng đoạn ha. Bây giờ생긴 ngắn ngắn고기 ngắn ha.뷔페에서 했어요. 고기 뷔페요? 한 번도 Bạn này nói gì đây?
À, nhà hàng buffet hả? Về, tại vì anh ta nói là tổ chức buffet và ta mới hỏi lại là à, nhà hàng buffet à. 어디에서 했어요? 우리 회사 앞에 새로 생긴 고기 뷔페에서 했어요. 고기 뷔페요? 한 번도 안 가봤는데 뷔페면 다양한 고기를 다 먹어볼 수 있겠네요. 네. 고 고기 tại vì 고기 뷔페 mà bây giờ nghe lại thế ha, nghe mà hiểu mà diễn tả lại thấy nó hơi hơi kỳ kỳ ha. 어디에서 했어요? 우리 회사 앞에 새로 생긴 고기 뷔페에서 했어요. 고기 뷔페요? 한 번도 안 가봤는데 뷔페면 다양한 고기를 다 먹어볼 수 있겠네요. 네, 돼지. 뭐야, 이제 뒤에 하이 거 오나요? 이거 하나 bây giờ Hằng hay vì Huệ dịch thử cái câu này, cô dịch thử câu này cho cô hay hay nếu hết bây giờ dịch hay này. Rồi bây giờ Huệ câu của Huệ như thế nào? Ở đó vậy tôi chưa từng về bố. Ông đó là hồi nãy mới đi cái câu chuyện là dẫn tới buffet, bà ta bảo à buffet cookie buffet đó, nhà hàng là gì đây, buffet cookie à, tôi chưa từng thử lần nào nên là gì đây, nếu là buffet thì chắc là gì đây, cái tà đấy, chắc là có thể ăn thử được những món thịt đa dạng, ăn được tất cả những cái món thịt đa dạng à, tại vì cookie buffet mà nhiều loại thịt đó, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt đúng không, thịt lợn gì đó à, bà ta bảo là à buffet nhớ là gì, buffet buffet nhớ, nếu như là buffet thì chắc là có thể ăn thử được gì đây, tất cả các loại thịt à, đúng rồi, bà này bà phát thịt à, cho nên thấy buffet kia là á liền ha, thịt đó, buffet thịt, tất cả các loại thịt.돼지고기, 소고기 말고도 고기 종류가 정말 많았어요. 떡볶이, 볶음밥, 과일 또 같은. 그러면 다양한 고기를 다 먹어볼 수 있겠네요. 네. 돼지고기, 소고기 말고도 고기 종류가 정말 많았어요. 이게 đúng rồi câu này ha, ok đó, nghe떡볶이, 볶음밥, 과일 같은 음식도 있었고요. 우와, 저도 고기를 좋아하는데 가보고 싶네요. 저는 nè, 이래 네. 아, 야, 뭐야? 정말 많았어요. 떡볶이, 볶음밥, 과일 같은 음식도 있었고요. 우와, 저도 고기를 좋아하는데 가보고 싶네요. 저는 tôi ăn tôi cũng thích ăn thịt lắm này, như là tôi muốn gì đây à, cô xích nè, cô muốn đi quá này, tôi muốn đi đến đấy đấy.저는 간장 양념된 고기를 좋아하거든요. 다음에
đúng rồi, thì mà đã được ướp rồi đấy, đã được ướp gia vị rồi đấy, anh ăn cách khác, được ướp gia vị giống như là cằm trang đấy, dạng nhân đấy, hay nói cách khác là những khi mà các bạn ăn thịt nướng mà nó ướp gia vị rồi, khai vị hay dạng khai vị đấy, rồi mình đem mình được ướp như nướng cằm trang gì đó, rồi được ướp gia vị rồi các bạn đem về nướng ấy, thì là bạn mới thích cái loại đó. 다음에 우리 반 회식할 때 거기 갈까요? 즉, 이래 한 làm sao có việc liên quan thì chúng ta về đây đi đến đó nhé. 제가 고추장, 된장, 다진 마늘, 고춧가루로 맛있는 소스를 만들어 줄게요. 떡볶이, 볶음밥, 과일 같은 음식도 있었고요. 저도 고기를 좋아하는데 가보고 싶네요. 저는 간장 양념된 고기를 좋아하거든요. 다음에 우리 반 회식할 때 거기 갈까요? 제가 고추장, 된장, 다진 마늘, 고춧가루로 맛있는 소스를 만들어 줄게요. Đúng rồi đó, những cái gia vị đó để làm sô sư là nước chấm đấy, nước chấm cho bạn đấy,거든요. 다음에 우리 반 회식할 때 거기 갈까요? 제가 고추장, 된장, 다진 마늘, 고춧가루로 맛있는 소스를 만들어 줄게요. 생각만 해도 군침이 도네요. Đúng rồi. Suy nghĩ thôi mà cũng là đúng rồi, đã chảy nước miếng rồi đó, suy nghĩ thôi, chỉ suy nghĩ thôi mà chảy nước miếng, mà hướng chi là nhìn cái những cái thức ăn đó ăn kia luôn, đúng không? Giống như mình thôi, ví dụ như suy nghĩ thôi đó, suy nghĩ như món ăn mà mình muốn ăn món đó, mình thích món đó mà mình đã suy nghĩ thôi mình chảy nước miếng, đúng không? Cũng giống như là cái chị này. Rồi ok hai bạn, bây giờ mình trả lời câu 102 đi. Bây giờ 1 2 3, bây giờ Hằng hỏi cho Huệ trả lời câu 1 và câu 2 nhé. Bây giờ người ta buffet ở đi khăn chít tay ở tiệm này cả ở đi, mình trả lời là cái bạn đấy là đã đi. Đúng rồi. Buffet của cái chip này ra. Bây giờ người ta hỏi là gì đây? Người có ở đâu thì mình cũng có thể trả lời xích tăng hộp à phê cô kia búp phê em đi em đi trả búp phê xích tăng, gọi là búp phê xích tăng không gọi là búp phê chip nha, nhà hàng búp phê phê xích tăng. Tiếp các bạn ghi cho cô nhé, ghi bạn rồi cô. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Còn cái nữa?
된장. 된장. 된장 필요합니다. Rồi bây giờ Huệ hỏi cho bạn Hằng trả lời. Ồ. À, S là sao? Rồi, ok. Vậy là gì đây? O, ít, ít. À, đúng không? Chỉ có đáp án trên là đúng thôi. Đáp án dưới là đâu có nói gì liên quan tới bạn này thường xuyên đi nhà hàng không? Đúng không? Và gì đây? Đáp án thứ ba là gì đây? Ngoài thịt ra thì hồi nãy bạn Nam kể ra còn gì nữa? Khoa in rồi. Ờ, à, được. Ừ, đủ. Ừ. Đủ các loại hết. Ngoài thịt ra buffet mà. Đâu phải là thịt không đâu ha. Cho nên là như đây, cái này là ô ít ít ha. Và những cái câu trả lời câu hỏi các bạn ghi cho cô. Thứ nhất là nãy là Jessica ở Che Khan Sít Ăn. Ở Che Khan Sít Ăn ở Tiêm Nị Cà thì chúng ta sẽ trả lời là Sít Ăn ập ở nhà mình nhé. Phê xa ập phê mà bụp phê, bụp phê sít. Cô ghi trước nha. Cô ghi bụp phê sít ăn. Cô ghi bị phê xích tăng. Rồi bây giờ người ta hỏi câu số 2 thì các bạn ghi như thế nào đây? Số sư thì những số sư thì hãy mình nghe rồi. Đó là gì đây? Cô chú trang, tên trang. Rồi gì đây? Tạ chi mà nâng. Rồi gì nữa đây? Cô chú trang, tên trang, tạ chi mà nâng. Và cán, tên trang. Phi đó hôm nay. Phi đó hôm nay. Rồi ok ha bạn ha. Mình dịch xong mình trả lời câu đó, hồi nãy mình dịch hết là chỉ việc trả lời thôi. Mình dịch ra hết thì bà trả lời nó chính xác đúng không? Nghe hết đừng tỉ mỉ thì trả lời nó chính xác câu hỏi. Rồi bây giờ các bạn xem trang 103 là phần đầu. Bây giờ Thảo đọc cho cô đi. Đọc xong dịch luôn nha Thảo nha. Thấy hình thật lựu đấy, hay nói cách khác là hình tròn mà dạng hình thật lựu đấy, để hình thật lựu. Thấy hình thật lựu. Đựng vào hộp ấy, hay là khác đựng. Rồi, ok, phần 2. 이것은 무엇일까요? Đọc hai cái món này, dịch đọc xong rồi dịch luôn à.